Lắm. Hello, chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình trở lại và mình nói một chút về mấy cái vấn đề. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng tụ TV lắp vào và các bạn sẽ lắp vào 330 microfarad. Bây giờ mình lại thêm nó, chứ mình sẽ không bớt đi, mình tăng thêm. Nếu có đất thì mình tăng thêm. Thì hôm trước mình nói cái con 10.000 microfarad, kể là cái loại các bạn dùng 20.000 microfarad, nhưng nó rất ục ịch, ù ề và chậm chạp. Các bạn tưởng tượng như vậy, bởi vì cái gì cũng vậy, đã to là đi chậm, không bao giờ nhanh được. Còn cái thằng nhỏ nó đi rất nhanh, chỉ đơn giản như vậy ở trong quy luật cuộc sống thôi. Ô tô to đi chậm mà ô tô nhỏ đi rất là nhanh, chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, không nghĩ đâu xa xôi gì gì hết, không nghĩ xa như vậy. Cái thằng 330 hay là 560 mm của tivi, mà đã là của tivi là hàng xịn, đồ Nhật luôn. Nhưng mà dù sao đi nữa, các bạn tận dụng tủ cũ vẫn phải kiểm tra được tủ. Và sau đó thì sao, các bạn thay vào, tốc độ của nó nhanh, gấp nhanh cực kỳ luôn, nhanh gấp 5 lần cái thằng ục ịch kia rất nhiều. Và tốc độ của nó tác động nhanh, siêu nhanh, thì trong âm thanh đó thì như mình nói đó, lúc tần số thấp, lúc tần số cao, tác động nhanh hơn, âm thanh giòn hơn, tròn trịa hơn, không bị thiếu. Ai nói như thế nào mình không quan tâm. Và các bạn thay vào thấy hay là hay, mà các bạn tháo ra thấy không hay là không hay. Các bạn sẽ thử đi rất là nhiều lần. Bởi vì tại sao vậy? Chả có gì bằng cái sự thật. Thử, thử và thử, không mất gì hết, đúng không? Tụ miễn phí, vậy tại sao bạn không thử? Còn cái chuyện hỏng không bao giờ có, bởi vì ở đây mình sẽ làm cái vé bảo hành cho các bạn. Thậm chí nó còn không mất được một chút điện nào, mà nó còn nâng lên một chút xíu điện. Thank you.